chào quý vị khán giả, Khánh Phương rất hân hạnh được gửi đến quý vị những thông tin nóng nhất mà chúng tôi vừa mới cập nhật. Và sau đây là những thông tin chi tiết, xin mời quý vị cùng theo dõi. Ngày 3 tháng 11, mạng xã hội lan truyền clip ghi lại cảnh nam thanh niên có biểu hiện không bình thường, chạy xe máy, cầm vật có hình dạng súng dọa người đi đường. Sự việc xảy ra khoảng 17 giờ chiều ngày 2 tháng 11 trên đường Kinh Dương Vương, đoạn bến xe miền Tây, phường An Lạc, quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí Minh. Theo clip, nam thanh niên mặc áo xe ôm công nghệ, cầm theo vật giống súng, chặn đầu ô tô, xe buýt trên đường Kinh Dương Vương. Tiếp đó, anh này đến trước khu vực bến xe, chạy xe máy vòng quanh taxi công nghệ, khiến phương tiện này không thể di chuyển. Thời điểm này, anh này không đội nón bảo hiểm. Vụ việc khiến nhiều tài xế một phen hoảng sợ, giao thông khu vực bị ảnh hưởng. Chiều cùng ngày, Công an phường An Lạc, quận Bình Tân nhanh chóng có mặt khống chế, đưa nam thanh niên cùng tang vật về trụ sở làm việc. Qua kiểm tra, công an xác định nam thanh niên trong clip là NTP, 31 tuổi, quê Hậu Giang. Vật anh này cầm là khẩu súng nhựa đã bị gãy. Kiểm tra chất kích thích, anh P âm tính với ma túy. Người thân của P cho biết anh này có vấn đề về sức khỏe tâm thần, điều trị được 4 năm. Sau khi làm việc với cơ quan chức năng, người thân đã bảo lãnh anh P về nhà ngay sau đó. Một nguồn thông tin cho hay, Cục Cảnh sát Hình sự Bộ Công an phía Nam vừa phối hợp cùng một số đơn vị liên quan bắt giữ đại ca giang hồ một thời Bình Kiểm, tức Phạm Đức Bình, 54 tuổi, quê Quảng Ninh. Thông tin cho hay, Bình Kiểm bị bắt để điều tra liên quan đến một vụ mua bán vũ khí quân dụng của đối tượng có biệt danh Về Mèo. Bình quê ở Móng Cái, Quảng Ninh, từng có thời gian làm việc tại Tiểu đoàn Kiểm soát Quân sự Thành phố Hồ Chí Minh nên có biệt danh là Bình Kiểm. Năm 1991, người này xuất ngũ, thu nạp nhiều đàn em, hoạt động tổ chức sòng bài và cho vay nặng lãi. Bình Kiểm từng bị tuyên án 28 năm tù về các tội bắt cóc nhằm chiếm đoạt tài sản và mua bán, tàng trữ, sử dụng trái phép vũ khí quân dụng. Với nhiều lần giảm án, sau gần 20 năm, Bình Kiểm ra tù trước thời hạn và sinh sống ở thành phố Hồ Chí Minh. Nguồn thông tin cho hay, gần đây có một số đối tượng có ân oán cũ tìm tới và Bình Kiểm liên hệ mua súng để phòng thân, nhưng hành vi bị phát giác và bị bắt giữ để điều tra. Được biết, Phạm Đức Bình có biệt danh Bình Kiểm vì từng tham gia vào lực lượng kiểm soát quân sự ở thành phố Hồ Chí Minh. Sau khi rời quân đội, Bình Kiểm dấn thân vào giang hồ và với bản chất ngang tàng, hung hãn đã nhanh chóng trở thành đàn anh số má. Vào tù ra tội nhiều lần càng làm cho Bình Kiểm có số má trong giới giang hồ. Bình Kiểm từng gây hấn với nhiều dân anh chị ở thành phố Hồ Chí Minh một thời. Trong đó có lần thách thức ông trùm Nam Cam, tức Trương Văn Cam. Cuối năm 2005, Bình Kiểm cùng đàn em thực hiện vụ bắt cóc thiếu gia Trầm Trọng Ngân, con của đại gia Trầm B, để đòi tiền chuộc 10 triệu đô la Mỹ. Nhưng lực lượng công an thành phố Hồ Chí Minh đã nhanh chóng điều tra, bắt giữ toàn bộ băng nhóm giang hồ của Bình Kiểm. Bình Kiểm lãnh 28 năm tù về hai tội danh trên, các đàn em cũng lãnh từ 18 đến 23 năm tù. Hoạt động trong giới giang hồ, Bình Kiểm luôn thích chơi súng, đạn và lần này khi trở về chưa được bao lâu, Bình Kiểm bị bắt giữ trở lại vì liên quan đến súng.